Chào anh chị, lâu rồi thì cũng không quay lại nhìn với thị trường. Thì hôm nay thì thấy thị trường cũng có phần đứng lại trong cái đà tăng trước đó. Thì chúng ta ngồi thống kê lại xem là thị trường của chúng ta có bao nhiêu cái nhịp tăng điểm trong cái khoảng thời gian là tính từ ngày từ đầu tháng gọi là đầu tháng 4 đến giờ. Tức là chúng ta khoảng tầm nhiều tháng rồi anh chị em và các bạn chuẩn bị chúng ta được một năm của thị trường năm 2018, nửa đầu 2019 thì chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta có khoảng 3 đợt tăng và 3 đợt giảm đan xen nhau. Thì chúng ta sẽ làm lại từng đợt một và đến từ ngày nào để quý anh chị em và các bạn có góc nhìn chung, và cũng như đó mà quý anh chị em và các bạn có thể định hình được thị trường. Thì đây là thị trường của chúng ta, thì chỉ số VN Index tính theo từng ngày, đỉnh của thị trường của chúng ta là xác lập vào ngày 10 tháng 4, mức 1.210 điểm. Đó thì chúng ta có bước qua gồm có 3 đợt suy giảm nhiều. Thì đây là 3 đợt suy giảm nhiều anh chị em và các bạn. Chúng ta vẽ những suy giảm nhiều bằng cái màu gọi là màu vàng đậm cho anh chị em và các bạn dễ nhìn, và màu khác ấy, màu đậm thì dễ nhìn ha. Thì chúng ta trải qua 3 đợt suy giảm mạnh và cũng có 3 đợt tăng giá tính theo cái chu kỳ thị trường của chúng ta. Thì đây là 3 đợt, 4 đợt. Chính xác là 4 đợt, 4 đợt suy giảm mạnh và 4 đợt tăng giá. Và mỗi đợt này thì nó tăng bao nhiêu phần trăm, nó giảm bao nhiêu phần trăm thì chúng ta hoàn toàn có thể đo được vào cái khoảng thời gian luôn. Cái đợt thứ nhất là chúng ta tạm gọi là đợt suy giảm mạnh nhất sau cái đợt mà sau ngày 10 tháng 4, là một đợt giảm mạnh nhất kéo dài giảm tới 24, mươi mấy phần trăm và kéo dài trong vòng 33 phiên giao dịch, 33 phiên giao dịch anh chị em và các bạn. Cái đợt giảm thứ hai của chúng ta là đợt giảm kéo dài trong vòng 10 20 23 phiên giao dịch và mức độ giảm 15,3%. Cái đợt giảm thứ tư của chúng ta là đợt giảm kéo dài trong vòng 22 phiên giao dịch và giảm khoảng 15%. Cái đợt giảm gần đây nhất là cái tốc độ giảm nó chậm xuống và nó chỉ còn giảm trong vòng 16 phiên giao dịch và mức độ giảm là khoảng 10,37%. Cái thời gian thì chúng ta có thể nhìn đây thì biết đợt giảm thứ nhất là từ 9 tháng 4 giảm tới ngày 28 tháng 5, đợt giảm thứ hai là từ 8 tháng 6 giảm tới ngày 11 tháng 7, đợt giảm thứ tư là từ mùng 2 tháng 10 đến 31 tháng 10, và đợt giảm thứ năm là đợt giảm từ ngày 12 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 1. Đó là những cái đợt giảm của thị trường của chúng ta kéo dài trong vòng gần 12 tháng qua, tức là khoảng đâu đó đến ngày hôm nay là độ được 10 tháng, tháng 4 đến tháng kết thúc tháng 2 thì chúng ta khoảng được 10 tháng. Trong vòng 10 tháng của thị trường của chúng ta thì nó có cũng 4 đợt giảm, và đi đan chen như vậy thì nó cũng sẽ có 4 đợt tăng. 4 đợt tăng, và chúng ta cũng phải nhìn nhận được thấy là những đợt tăng như vậy thì có tăng có giảm đan chen. Đợt giảm mạnh nhất là đợt mà khi mà thị trường tạo đỉnh và sau đấy giảm mạnh, và thị trường hiện tại thì đang đi ở trong một cái gọi là cái xuyên xu hướng, tức là xu hướng sideways. Cái đợt tăng đầu tiên thì thực ra về bản chất nó là cái đợt hồi phục của thị trường do cái đợt giảm trước đó mang lại, tức là đợt giảm mạnh trước đó mang lại, mà chúng tôi để cái màu là cái màu xanh này cho anh chị và các bạn dễ nhìn. Cái đợt giảm à, đợt tăng này thì nó mang tính chất là giống như là cái lò xo gọi là hồi co lại, thì nó co hồi rất nhanh trong vòng 9 phiên giao dịch nhưng mà hồi được đến tận 15%, 14,66% anh chị em và các bạn nhìn thấy ha. Cái đợt thứ hai mà chúng ta muốn nói tới đó là cái đợt mà gọi là hồi mang tính chất gọi là hồi hồi đúng nghĩa, tức là hồi đúng nghĩa hồi trong một cái khoảng thời gian dài kéo dài trong vòng 20 57 phiên giao dịch, tức là gần như là kéo dài trong vòng 3 tháng hồi phục, trong đó thì có đan xen những cái nhịp nhỏ chúng tôi không nói thêm. Thì cái đợt này nó cũng hồi được khoảng 16,24% thì anh chị em và các bạn, đây đó là trên màn hình anh chị em và các bạn nhìn thấy. Cái đợt hồi thứ ba thì nó cũng nhẹ như những cái đợt giảm, đó là cái đợt hồi kể từ ngày mùng 1 tháng 11 tới ngày 12 tháng 12, trong vòng khoảng số phiên hồi này thì nó nằm ở khoảng đâu đó là 30 phiên, 30 thanh, và số mức độ thì khoảng hồi được 10,26%. Cái đợt hồi gần đây nhất đó là đợt hồi từ Tết ra đến giờ, từ ngày mùng 7 tháng 1 đến nay thì mức độ hồi và thời gian hồi là bao nhiêu lâu, thì thưa với anh chị em và các bạn là mức độ hồi là đạt 15,45%, thời gian là cũng trong 30 phiên giao dịch. 30 phiên giao dịch. Đấy, như vậy là chúng ta đã có thể nhìn cái một cái tổng quan trên cái mà chúng tôi vừa chia sẻ để anh chị em các bạn nhìn thấy, và chúng tôi để cái màu hồ
màu điểm nó màu đỏ đồng đồng luôn để các bạn có thể nhìn đó, là chúng ta có thể nhìn thấy rõ nét hơn cái đợt hồi giảm rồi cái đợt tăng, những cái đợt hồi tăng đợt hồi giảm. Đấy. Và chúng ta thấy thị trường của chúng ta đang đi vào cái giai đoạn được gọi là sideways, theo kiểu là có tăng có giảm, và nó tạo cơ hội cho cả những nhà đầu chủ yếu là những nhà đầu tư ngắn hạn có thể kiếm được miếng ăn ngắn hạn trong những cái đợt hồi như thế này. 10 tháng mà có tới 4 nhịp, thưa anh chị em các bạn, một nhịp giảm, một nhịp tăng, một nhịp giảm, một nhịp tăng, một nhịp giảm, một nhịp tăng, có 4 nhịp như thế này thì nó hoàn toàn rất rất là có cái hữu ích cho những nhà đầu tư mà gọi là ưa lướt sóng. Tiếp theo đây thì thị trường sẽ như thế nào thì chúng tôi cũng không đưa ra dự báo. Anh chị và các bạn có thể nhìn vào màn hình để có thể tự đưa ra những cái dự báo của riêng mình. Chúng tôi có thể đưa ra một vài cái chỉ báo mà anh chị và các bạn hay dùng để chúng ta có thể nhìn nhận thị trường. Đây. Đó là một số cái chỉ báo mà anh chị và các bạn hay dùng: MACD, RSI, Ichimoku, rồi MACD, RSI. Đấy, đây là các chỉ báo anh chị và các bạn hay dùng. Để anh chị và các bạn nhìn thêm cho các cái chỉ báo này. Đó. Đây anh chị nhìn thêm. Chúng ta biết thêm, thấy được cái mức độ hồi phục và cái sức mạnh của thị trường trong từng giai đoạn. Và chúng tôi cũng xin được kết thúc video tại đây, mong rằng là nó đem lại cái tầm nhìn tổng quan tổng quát cho quý anh chị em và các bạn để nhìn nhận thị trường riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt từ tháng 4 tới bây giờ nó đang ở đâu như thế nào. Chúng ta tiếp tục quan sát thị trường trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video hữu ích hơn trong thời gian sắp tới.